Họp phụ huynh tại VinSchool vô cùng đặc biệt. Một giáo viên, một phụ huynh và cuộc họp được chủ trì bởi một bạn học sinh. Năm thứ ba được triển khai tại VinSchool. Họp phụ huynh 1-1 trao quyền để học sinh làm chủ. Tại VinSchool, họp phụ huynh 1-1 không còn là điều xa lạ. Trong 3 năm học vừa qua, buổi họp 3 bên giữa học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo chủ nhiệm đã trở thành hoạt động quen thuộc sau khi kết thúc một học kỳ. Để chuẩn bị cho cuộc họp này, học sinh đã tự viết nội dung giấy mời họp cho cha mẹ. Các bạn cũng chủ động thực hiện các công tác chuẩn bị cho buổi họp. Tuy là học sinh bé nhất trường, nhưng các bạn học sinh tiểu học vẫn thể hiện tinh thần rất tốt của một Pinscher. Điều con thích nhất chính là mỗi ngày lại được học những tiết toán, vì tiết toán đó rất bổ ích. Trong cuộc họp này, các bạn đã rất tự tin báo cáo thành tích học tập và rèn luyện của mình trong học kỳ 1, tự nhận xét điểm đã làm tốt và điều làm chưa được với lý do cụ thể từ đâu, đăng ký mục tiêu học kỳ 2 với biện pháp thực hiện rõ ràng. Con làm tốt nhất trong học kỳ 1 này chính là ý thức học và ý thức kỷ luật của con. Các bạn học sinh còn có những cách trình bày kết quả học tập rất sáng tạo và đáng yêu. Trong bản báo cáo này có cả nhận xét của các bạn cùng lớp về bạn học của mình. Con thấy rằng là bình thường thì con hay đi học muộn, con phát âm tiếng Anh chưa được chuẩn. Ngoài ra thì con còn thấy rằng là con còn hơi béo nhưng con vẫn chưa giảm cân được ạ. Với những bạn nhỏ học lớp 1 thì cuộc họp này cũng không phải là một thử thách khó khăn đối với các bạn. Trong buổi họp phụ huynh vừa qua, con đã nói với bố mẹ những điều con đạt được và những điều con chưa đạt được trong học kỳ 1. Và con đã nêu những mục tiêu cho học kỳ 2 của con và cách để có thể đạt được những mục tiêu đó. Là cuộc họp kín nên rất nhiều Pinscher đã chủ động chia sẻ những tâm sự và mong muốn của mình. Điều các em cần thầy cô, cha mẹ hỗ trợ để có thể phát triển tốt hơn nữa. Thông thường trẻ thì thường nhận được cái sự nhận xét của người lớn rằng con thế này, con thế kia. Nhưng khi mà trẻ tự chính mình nói về những cái điều mà con đã làm được tốt và những điều mà con chưa làm được thì đấy chính là một lần con ghi nhớ và con sẽ có sự biến chuyển trong chính bản thân con. Với các Pinscher trung học, buổi họp phụ huynh 1-1 là dịp để các bạn tự đánh giá toàn diện về bản thân, từ việc học, việc rèn luyện đến các mối quan hệ với cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Từ đó, các em tự rút ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có biện pháp khắc phục cụ thể, xây dựng lộ trình để đạt được mục tiêu trong học kỳ 2. Các bạn còn có những hình thức báo cáo vô cùng sáng tạo để thông báo với cha mẹ về kết quả học tập của mình. Tôi cho là cái hoạt động này rất là hay. Gia đình tôi rất thích, rất là hứng khởi với những cái buổi học phụ huynh này. Tổ chức cái 1-1 như thế này để các con tự tin hơn. Và ngoài cái kiến thức học tập trong trường ra thì kỹ năng sống của các con tốt hơn. Và đây là một cái phương pháp rất tốt để cho con được trưởng thành và được giáo dục, rèn luyện đầy đủ về mọi mặt. Họp 1-1 này là một cách rất là văn minh và rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì tự con lúc đấy con rất chủ động nói ra những cái nhược điểm và những cái ưu điểm của mình. Tự tin, chủ động, đó là những điều mà Pinscher đã làm rất tốt trong buổi họp ngày hôm nay. Xúc động, bất ngờ trước những phần trình bày của con. Được nhìn thấy con trưởng thành là điều khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất.